TV Live đó đây cuộc sống xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái rất nhiều sự nước. Đó chính là bếp bày đàn các bạn nhá. Ở đây là một nhà đèn mắt carbon, thì đèn lên nó rất là đẹp. Còn có điều gì thú vị không? Các tòa nhà này là những tòa nhà phi dân cư. Chúng ta sẽ thấy một sân bay trực thăng nó sẽ lọt ra. Và số này thì rất là sầm uất các bạn. Cái nhân vật này là làm cái sông này. Sông này thì rất bay nhặt. Và chúng ta thấy thì chỗ này là đó là cái nhà rồng các bạn. Cái nhà rồng càng nhiều hơn. Và chúng ta nhìn thì Tết mọi người vẫn có bộ này đó. Và chúng ta thấy là nước ngoài họ cũng đang đi dạo ở đây. Và chúng ta sẽ đi tìm tiếp đến cái đoạn sông này. Trên cái bến này có những cái gì biết. Chúng ta đây là thấy là ta sẽ tìm hiểu về phía đó. Đây là cái bảo và chúng ta sẽ tìm hiểu phần dưới. Đây là chúng ta sẽ lập được một cái đường ASEAN và phần dưới phía này là một cái đường dưới. Chúng ta sẽ đi dần ra đây. Số này là
ba tuần luôn. Đây là tôi đang đứng trên cầu thang. Xa xa là những cây salad đang chở hàng. Gia đình của đất quân, gia đình sum họp tuyệt vời đó. Ê, đi cùng gia đình rất là vui vẻ. Bên này dưới này là cái cây hầm, đường hầm chủ yếu nằm dưới này các bạn nhé. Và trên này là hàng năm Tết đến xuân về thì họ hay bắn pháo bông ở bên kia sông. Sông là cái vị trí hay bắn pháo bông và đứng ở đường bên này và chúng ta nhìn thấy khu vực này thì về ban đêm rất là mát. Cái đường này là đường nguyên thể các bạn ạ. Đường này đi xa rồi, đây là đường nguyên thể. Đây kia chúng ta sẽ quay phát lại. Có một cái video tôi trên kênh TV Live đó, đây cuộc sống gần đây tôi đã quay cái đường nguyên thể rồi. Các bạn chúng ta sẽ nhìn một tổ chức từ bên Bạch Đằng về đường nguyên thể nha. Đây, trước mặt chúng ta là đường nguyên thể các bạn. Đường nguyên thất là đường ngang này, có cái đường dọc đất sinh ra đường nguyên thủy và ở dưới chỗ này các bạn đó chính là cái cột cờ
ta là đi phía này nhé, từ phía trên xuống đó này. Bạch đàn tươi đẹp. Đang đi
cái hình ảnh. Hình ảnh này theo các bạn là gì đây? Có vẻ như là anh chàng đang bán hàng. Ở đây bán hàng. Ghé luôn. Đấy, một con người. Ở bên này thì có bụng. Với thì bất cập xe cộ các bạn. Cả ngày số người còn đông, thế một đại tràng nước ngoài đã chảy. Lượng người cả ngày còn đông như vậy. Thank you.
cơ hoặc là thì gần hết rồi, xíu nữa là hết rồi. Vâng, xin cảm ơn bác Bảo Vệ, bác cho vào đây quay một cái nhà hàng mình thấy đẹp, đi ra tàu bác xem có cái gì này. Chúng ta sẽ thể hiện hết ở đây cái ngày bên phải đây là một đỉnh sóng Oh.